Sáng nay, 10 tháng 6 năm 2024, công tác kiểm tra, ra soát các công việc chuẩn bị cho đêm khai mạc liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 tại dạp 118 Hoàng Văn Thụ đã được nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tiến hành. Khâu kiểm tra được các chuyên gia về các lĩnh vực hoạt động phục vụ liên hoan của dạp 118 nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thực hiện với tinh thần phục vụ cao nhất để đảm bảo cho đêm khai mạc liên hoan ngày 11 tháng 6 năm 2024 được thành công. Các đơn vị phối hợp tổ chức cũng đã chuẩn bị phần trưng bày, triển lãm ảnh một số hoạt động của tỉnh, của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và giới thiệu trẻ Thái Nguyên đến quý khách thập phương nhân dịp này. Bên cạnh đó, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cũng sẽ thực hiện công tác chuẩn bị một số tiết mục trong đêm khai mạc liên hoan và tập duyệt chương trình cho buổi lễ trao giải liên hoan mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng Triều Tiên mà nhà hát đã tham gia. Buổi lễ sẽ diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2024 với sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch cục nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan buổi chiều cùng ngày nhà hát tuổi trẻ tiếp cận sân khấu để xét ấp cho chương trình diễn thi khai mạc liên hoan